cả tháng trời không được một cái xô. Ế gì mà ế dữ vậy ta? Hay là mình kiếm cái hình nào mình up lên mạng để PR thêm cho mình ta? Quên. Chua như cũ. Ok. Mà chú Phong. Ừ. Dạo này studio ế lắm hay sao mà cứ nè, qua uống cà phê hoài vậy? Nè. Dạ. Tự nhiên cái trù ế vậy. Studio của người ta khách nườm nượp nườm nượp. Tự nhiên trù vậy Quỳnh. Con có ý gì vậy? Thôi chú ơi, con nhìn mặt chú là con biết rồi. Kiểu nào mà giờ nào cũng qua quán cà phê uống hết là chỉ có ế thôi. Quỳnh à, sao con không nghĩ là chú đi chụp mệt quá nên chú ghé qua quán uống cà phê để ủng hộ quán hả con? Nhân tiện là studio của chú bị ế. Ế nữa hả? Mình bỏ qua cái vé đó đi. Mình vô cái vé sau. Đó là con muốn hợp tác giữa chúng ta. Không, con muốn là chúng ta có một sự hợp tác. Để làm gì? Để cùng nhau đi lên, đi lên, đi lên. Không được, mình mà đồng ý thì khác gì thừa nhận với nó studio mình ế. Hợp tác là làm sao? Thì giống như giờ nha, cái chú chụp hình free cho con, xong cái con up lên mạng, xong rồi cái người ta vô khen, trời đất ơi hình đẹp quá, hình chụp ở đâu vậy, trời ơi đẹp quá đẹp quá. Xong con làm gì con giới thiệu qua, đây là studio của chú Phong, một người chú thân thiết chụp hình cho Quỳnh, mọi người hãy ủng hộ studio của chú Phong nhé, ủng hộ ủng hộ ủng hộ. Dễ thương quá. Con dụ chú để chụp hình free cho con hả? Mơ đi Quỳnh. Không, con nói thiệt, con biết là studio của chú rất là ế, thành ra con mới đưa ra cái ý kiến đó. Chú nghĩ coi, bây giờ á, chú muốn studio nổi tiếng thì chú phải có hình mẫu. Mà muốn hình mẫu, chẳng lẽ bây giờ hả, đi ra đường kiếm đại người nào lùng lùng xấu xấu vô chụp, ai coi. Mình phải kiếm người mẫu. Mà người mẫu thì sao, người mẫu thì mất tiền. Trong khi đó, con là ai, con là ai? Một diễn viên nổi tiếng. Mà sao con chụp free? Đừng có mầm mơ. Nghĩ sao vậy? Một nhà nhiếp ảnh giải ba cấp toàn quốc ha, mà phải đi thuê mấy người mẫu đó về chụp là sao Quỳnh? Không bao giờ có chuyện đó. Ok. Người nổi tiếng như con đã lên tiếng rồi mà chú không đồng ý thì thôi. Con nghĩ là tại vì con muốn giúp chú, giúp cho studio chú ngày càng phát triển thôi. Nếu mà chú không cần thì thôi, ok. À, người nổi tiếng. Ủa, tháng trời này có xôn hả Bình? Có chứ, nhưng mà con không đồng ý. Tại vì sao? Tại vì con muốn dưỡng sức cho những dự án lớn, những dự án mà mang tầm cỡ mấy trăm triệu. Ồ quá. Trời ơi, số điện thoại lạ. Số điện thoại lạ nè, thì chỉ chắc chắn là show thôi. Số điện thoại lạ, nhưng mà người quen gọi đó. Con bắt nghe thử đi. Chú Phong này, người quen ai con cũng lưu số hết. Thích mở loa lớn nghe chơi. Ừ, mở đi. Ok. Alo, diễn viên Quỳnh Hương xinh đẹp xin nghe ạ. Alo, tiên nữ trà đây. Đây là số sim mới mua của tiên nữ trà. Diễn viên Quỳnh Minh Tinh xinh đẹp lưu vô nha. Số cũ nghỉ xài rồi. Vui lắm hay sao mà cười? Chú cười vui quá hả? Ồ dạ. Ok. Trong vòng 10 ngày tới, ai kiếm được trước 5 triệu, người đó thắng. Cái này là con nói nha. Nếu mà ai không tìm được 5 triệu thì mặc bikini chạy marathon ở ngoài đường nha. Ok, deal. Người quen gọi nữa kìa. Bộ làm việc ác hay cái gì mà xài 2-3 số điện thoại dữ vậy trời? Ủa, ai làm việc ác vậy Quỳnh? Anh đạo diễn hả? Dạ, em xin lỗi anh. Dạ. À, anh bị mất điện thoại. À, mai em có rảnh không? Đi quay phim cho anh. À, quay tới 2-3 ngày lận hả anh? Dạ, em rảnh chứ. Ok, mai anh em mình gặp nha. Dạ. Trời ơi, số quen. Quen mà đạo diễn. Ừ,
Vì nào đi quay cầm cục tiền về đưa mặt chú nè thì mới biết định thắng thua nha con. Coi chừng á hay bị hủy mấy cái kèo phút chót lắm á nha. Ok chú. Ok. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.